Quang Bảo xin được chào đón quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại Chiến Tứ Sắc Attack 25 phiên bản nhí. Và như thường lệ ngày hôm nay, một người sẽ là trợ thủ vô cùng đắc lực của Quang Bảo, sẽ giúp cho Quang Bảo đưa ra rất nhiều những câu hỏi hóc búa dành cho các vị khách mời nhí của chúng ta. Đó chính là cô thư ký Việt Thi. Xin chào, mình là Việt Thi và ngày hôm nay chỉ một mình thôi sẽ làm trợ lý cực kỳ đắc lực của anh Quang Bảo. Có một cái thắc mắc anh nghĩ nãy giờ hoài. Ủa tại sao tự nhiên mình em ngồi đó vậy Việt Thi? Như anh cũng thấy đó, dạo này thì không biết tại sao nhưng mà bất kỳ ai là con trai đều tránh xa em. Không ngoại trừ gì Winner. À vậy hả Winner? Sao anh? Em nghĩ là bây giờ lâu lâu mình kiểu mình lên đấy mình làm nhiều. Bây giờ mình lâu lâu mình phải ngồi đây, mình đấu trí với các bé, mình hỗ trợ cho các bé thay đổi vị trí. Bây giờ anh thích trẻ con hơn em hả? Bây giờ chứ. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Hai thứ kiểu tôi muốn nói cái gì thì lát hôm mình vô trong mình nói nha. Còn bây giờ là các bé ở đây mình phải giữ hình ảnh của mình. Ok. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có 4 cậu bé cũng như là cô bé sẽ tham gia vào chương trình. Và bên cạnh đó cũng sẽ có 4 đội trưởng, đó chính là các bạn đến từ nhóm V336 sẽ hỗ trợ các bé. Đầu tiên cái ô màu đỏ là anh chàng trợ lý, nhưng mà ngày hôm nay ở vị trí đội trưởng đó chính là Winner cùng với bé Minh Khang. Ở ô xanh lá cây đó chính là cô nàng Kira cùng với bé Kim Thư. Ô số 0 ngày hôm nay là hai anh chàng tuy cách nhau về độ tuổi nhưng mà khuôn mặt rất hào hào giống nhau, rất là baby. Đó chính là Kenji và bé Hoàng Bắc. Và phía ô xanh dương đó chính là Mon cùng với bé Minh Triết. Hôm nay các bé của chúng ta cùng các đội trưởng đã sẵn sàng, mà chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ có những màn bứt phá như thế nào trong những lần mà họ trả lời câu hỏi quý vị nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và ngay bây giờ Đại Chiến Tứ Sắc Attack 25 phiên bản nhí sẽ được phép bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên xin mời Việt Thi. Đây là một câu hỏi đến từ bạn Minh Hiếu, xin mời xem clip. Xin chào các bạn, mình tên là Minh Hiếu, năm nay mình 6 tuổi. Đố các bạn, cá hề, cá hài, cá hi hi, tên nào là tên của một loại cá? Rất nhanh tay là bé Minh Khang, xin mời Minh Khang. Cá hề. Cá hề là đáp án hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng Minh Khang với điểm số đầu tiên. Dạ. Rồi. Bây giờ dành thời gian để mà cho bé Minh Khang giới thiệu Donut về mình nè. Năm nay con 7 tuổi. Dạ, năm nay con học lớp 2. Con có sở thích là chơi đá banh và con rất sợ con gián. Chơi đá banh mà rất sợ con gián. Vậy thì giả dụ như bây giờ là con đang giữ trái banh mà con chuẩn bị sút vô gôn, mà tự nhiên có một con gián nó xẹt ngang qua, thì con có sút trái banh không? Con chờ cho nó bay. Con đá. Con đá nếu mà con gián nó đang ở trước mặt con, con đá giúp bạn sụp để cho nó đẹp. Nhưng mà chú thắc mắc là lý do tại sao con lại sợ con gián? Tại do mấy con gián nó dơ sợ. Cậu bé hơi sạch sẽ và có hơi riêng tư một tí là hiện tại Minh Khang đang thích một bạn có tên là Candy Ngọc Hà. Con thích Candy Ngọc Hà là vì một nguyên tố rất là hài hước, đó là vì Candy thích con cũng thích lại. Trời ơi. Quý vị thân mến, bé Minh Khang là một cậu bé rất là thương người. Ai thương mình thì mình thương lại. Vậy thôi chứ không có lý do gì hết đúng không con? Dạ đúng. Chúc mừng con với điểm số đầu tiên. Dạ. Xin mời Việt Thi. Câu hỏi tiếp theo. Sau đây sẽ là một câu đố về ẩm thực. Mấy em có thích ăn pizza không? Dạ thích. Dạ thích. Ai cũng thích đúng không? Dạ. Ok, vậy đây chính là câu hỏi của chương trình nha. Dạ. Mẹ mua cho cả nhà một cái pizza nhân hải sản siêu to khổng lồ. Tuy nhiên, nhà có đến 6 người. Vậy mẹ phải cắt mấy đường để chia bánh pizza hình tròn thành 6 phần bằng nhau? Mời Minh Triết. Dạ là 3 đường. 3 đường là đáp án chính xác. Rất nhanh. Cái bánh pizza hình tròn như thế này mình cắt 3 đường đó thẳng, xong mình chéo qua chéo lại thành được 6 miếng là chia đều với nhau. Ok rồi, ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi 6 người ăn, 2 người còn lại nhịn nha. Em xin chọn số 12 ạ. Chúc mừng Minh Triết với điểm số đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo. Đồng hồ của chú Quang Bảo bị hết pin nên đi sai giờ. Bây giờ là 20:30. Vậy chú Quang Bảo phải dặn Kim Giờ và Kim Phúc về số mấy để đúng được với số giờ hiện tại? Dạ, Kim Ngắn thì phải chỉ về số 8, còn Kim Già thì chỉ về số 6. Trời ơi. Vậy thì lúc đó là 20:30.
20:30 là đáp án hoàn toàn chính xác. Yeah. Hay quá con ơi, cái gì mày mới vô mà trả lời được hai câu liên tục rồi. Winner, chắc là em sẽ chọn số 11. Yeah. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Lắng nghe một đoạn âm thanh sau đây và cho biết đây là nhân vật nào. Cần phải làm gì hết? Có bảo bối này rồi là cậu sẽ được học bài không cần phải làm gì hết. Xin mời Hoàng Bách. Dạ là Doraemon. Yeah. Chính xác là Doraemon. Gì chứ nghe tới bảo bối là biết Doraemon liền. Dạ. Thấy không? Người mà có nhiều bảo bối nhất trên đời này mà tôi được biết luôn. Giờ anh chọn ô số 6 ạ. Ô số 6. Câu hỏi tiếp theo. What color is our teeth? It's white. It's white. Oh my god. Rất tự tin. Thư ơi, hồi nãy cô Việt Thi đọc cái gì mà lẹ quá chú Bảo nghe không có kịp. Bây giờ con có thể dịch lại cho chú Bảo nghe được không? What color is our teeth? What color is our teeth nghĩa là gì vậy? Cái răng của bạn màu gì? À, đáp án của con là it's white. Màu trắng. Chính xác, xin chúc mừng. Dạ, dạ em sẽ chọn số 1 ạ. Số 1. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về hình ảnh. Hãy tưởng tượng rằng em đang nhìn vào kim tự tháp này từ trên cao xuống. Vậy đâu là hình ảnh em nhìn được? Xin mời Minh Triết. Dạ là hình ảnh số 4. 4 là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Minh Triết. Mình nhìn thấy không? Từ trên xuống dưới màu tím, màu xanh dương, màu xanh lá, màu vàng, rồi màu đỏ. Và từ nhỏ cho tới lớn. Cho nên là cái ô số 4 là hợp lý nhất. Xin chúc mừng Minh Triết. Yeah, em xin chọn ô số 8 ạ. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về hình ảnh. Mời mọi người, em hãy cho biết hình ảnh sau đây có ý nghĩa gì. Đây là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ nha. Quan sát kỹ, có con gì? Con sao gì ta? Triết. Theo con thấy hình hình thì là con sâu. À. Một con sâu thì mở một con nhỏ. Con nhỏ thì nó đứng xa. Sâu xa. Hay, xuất sắc, được. Ra, em xin chọn số 18 ạ. Rồi, ăn mình rồi, ăn mình rồi. Rồi. Yeah. Lên rồi đó. Tính từ mặt trời ra xa dần, thì trái đất là hành tinh thứ mấy? Minh Khang. Dạ, là tính thứ 3. Chính xác, xin chúc mừng. Khang, tại sao con lại chọn là 3 mà không phải là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Tại do thực ra thứ tự thứ nhất á là sao thủy, thứ hai là sao kim, thứ ba mới là trái đất cơ. Vỗ tay cho bé đi. Tôi sao? Hay quá. Quá dữ, quá dữ. Winner hôm nay có người chơi rất là quá. Em chọn ô số 4 ạ. Số 4 là sự lựa chọn của Winner. Để yeah. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Khi chuyển động được một vòng quanh mặt trời, trái đất đã tự quay quanh mình nó bao nhiêu vòng? À, mời Minh Khang. Câu trả lời của con là 365 lần. 365 lần là đáp án chính xác. Xin chào Minh Khang. Ôi, quá giỏi. Em sẽ chọn ô số 23. Ăn ngực 13 với 8. Trời ơi. Triết ơi, con không còn một điểm nào hết. Cố lên nha Triết. Dạ. Giành lại điểm số của mình nha Triết. Dạ. Xin được chúc mừng Minh Khang đã có được 7 điểm cho mình. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi về hình ảnh. Hãy cho biết trong hình ảnh sau đây, đâu là hình ảnh của mặt trăng? Ồ, dễ quá luôn á, mời Minh Triết. Dạ là hình ảnh đi. Đi. Quá rõ ràng. Yes. Chúc mừng Minh Triết. Em xin chọn số 22 ạ. Rồi, xin chúc mừng Minh. Nha, yeah, cố lên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là một câu hỏi về hình ảnh. Okay. Hãy kể tên các nhân vật xuất hiện trong hình ảnh. Minh Khang. Vịt Donald, chó Goofy, chuột Minnie, chuột Mickey. Quá chính xác, xin chúc mừng Minh Khang. Mời Minh Thề chọn ô. Em chọn ô số 21 ạ. Và như vậy là Minh Khang đã được một phần quà, một giỏ bánh Chocho hương vị hoàn hảo khởi đầu đam mê. Yeah.
thích quá luôn á. Bây giờ đã có 9 điểm mà còn có bánh phồng tôm nữa. Chơi từ từ cho mấy bạn chơi với không? Ừ đi em ơi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Trong gia đình vợ của cậu thì em phải gọi bằng gì? Mợ. Thư, chính xác, xin chúc mừng. Ủa nhanh quá à. Và bây giờ xin mời Kira chọn ô. Em sẽ chọn ô số 16. Oh. Yes, đúng rồi. Oh. Ăn được tôi rồi, ăn được tôi, ăn được hết luôn. Như vậy thì Thư đã có được 4 điểm, chúc mừng Thư. Không ra đâu. Đây, vẫn là một câu hỏi hình ảnh. Xem hình và cho biết nàng công chúa tóc đỏ là công chúa gì trong cổ tích? Bách ơi, tóc đỏ là công chúa gì? Dạ không? Là Ariel. Yeah. Ariel. Chính tả đó. Trong phim gì con? Dạ trong phim Nàng Tiên Cá. Chính xác. Chúc mừng Bách. Bạn Bách có thích Nàng Tiên Cá không? Dạ không. Ủa vậy hả? Chị tưởng em cũng thích Nàng Tiên Cá chứ. Em chỉ thích Nàng Tiên Cá Ngừ thôi chị. Em chỉ thích Nàng Tiên Cá Ngừ thôi chị. Có luôn hả? Chọn số 5 ạ. Dạ. An toàn trên gì hả? Dạ. An toàn. Câu hỏi tiếp theo. Trong truyền thuyết Thánh Gióng, con ngựa mà Thánh Gióng cưỡi lên trời là ngựa gì? Xin được mời Minh Trí. Dạ là con ngựa sắt. Chính xác, xin chúc mừng Minh Trí. Em xin chọn số 19. Số 19 là sự lựa chọn của Mon. Cuối cùng thì Minh Triết và Hồng Bách cũng đã có điểm rồi thưa quý vị. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi mình phải nghe kỹ nha. Gấu Bắc Cực và chim cánh cụt là bạn thân của nhau. Nếu chim cánh cụt muốn bay sang để hỏi thăm gấu Bắc Cực thì phải tốn bao nhiêu thời gian? Minh Khang. Chim cánh cụt không biết bay. Chính xác. Cái gì mắc cười á. Em chọn số 20. 20. 20, 20. À, mình đi về ha. Không sao đâu, bây giờ là em được trả lời chính xác thì em chọn con 25 luôn. Vô đó không ai cản em nữa hết. Không ai ăn mình nữa hết nha. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi có 3 đáp án. Đâu là tên của một loại đàn? A. Tơ rinh. B. Tơ hồng. C. Tơ tưởng. Thư. Dạ tơ rừng. Đúng rồi. Tơ rừng các bạn, chính xác chứ mình. Musical. Dạ em chọn số 14. Hoàn toàn hơn. Rồi. Cố lên các bé. Cố lên. Câu hỏi tiếp theo vẫn là câu hỏi lựa chọn 3 đáp án. Từ nào sau đây miêu tả gương mặt của con người? A. Chữ viết. B. Chữ nhật. C. Chữ điền. Viết. Dạ là chữ điền. Chính xác. Yeah. Vâng, em xin số 25. Ô 25 nhìn cho Mon. Đây vẫn là câu hỏi lựa chọn 3 đáp án. Trong cơ thể con người, cái gì chiếm trọng lượng nhiều nhất trong cơ thể? Con này khó nha, đừng giỡn nha. Có 3 đáp án mà không nghe luôn hả? Từ từ đi con, để nghe. Dạ con nghe rồi, con biết câu đó rồi. Con biết câu trả lời không còn lựa chọn, con cũng biết nữa. Rồi bây giờ con muốn làm gì con làm. Dạ, đó là nước. Nước chiếm 70% cơ thể rồi. Chính xác. Chú nghĩ là để cho công bằng thôi là Khang ơi. Bây giờ con ra con làm MC đi. Dạ không. Chơi cho công bằng với mọi người. Dạ. Tôi có cảm giác đội trỏ là Minh Khang mới là đội trưởng đó. Dạ đúng. Lý thôi. Em chọn số 10 ạ. Chính xác, xin chúc mừng. Có 15, ăn 11, 12, 13 nữa. Minh Khang lại dứt lại được một điểm của Kim Thư để vươn lên là 10 điểm rồi. Thư ơi, cố lên con ơi. Bác ơi, sao vậy con? Con muốn đi về quá. Mình không được phép bỏ cuộc, con hiểu không? Dù mình có thua mình vẫn phải ở lại. Thua cũng có quà mà. Nhớ chưa? Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Trong câu chuyện bó đũa, có mấy người tham gia bẻ bó đũa để được nhận lấy tiền thưởng của người cha? Xin mời Hoàng Bách. Dạ là 4 người, là con trai, con gái, con dâu và con rể. Wow. Đây là hình ảnh gồm có 4 nhân vật muốn bẻ bó đũa đó. Bách ơi. Dạ. Con còn muốn đi về nữa không? Dạ còn. Mình phải tự tin lên, mình cố lên. Thì em sẽ chọn số 15 ạ. Câu hỏi tiếp theo. Trong sự tích trầu cao, người em hóa thành gì? Đá vôi. Đá vôi là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng Kira. Kira ơi, bây giờ em chọn ô nào? Dạ em chọn số 24. 24, hợp lý.
Và như vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi có tên gọi là Attack Change, cơ hội tấn công. Riêng câu hỏi này, bé nào mà đáp án chính xác sẽ được quyền chọn một ô, và sau đó là được quyền phá bỏ một ô của đối thủ. Cho nên là phải suy nghĩ thật kỹ, bấm thật nhanh và trả lời thật chính xác. Và bây giờ câu hỏi cơ hội tấn công xin được phép bắt đầu. Và trước khi đến với câu hỏi là Attack Chance thì hiện giờ Minh Khang đang có 8 điểm, Thư đang có 8 điểm luôn, rất là căng thẳng. Bách đang có 3 điểm và Triết có 1 điểm, nhưng mà không sao cả, đây là câu hỏi quyết định, rất là căng thẳng và sẽ có thể thay đổi được tình thế. Cho nên các con hãy cố lên nha. Lắng nghe nha. Chàng Lang Liêu đã dâng hai món lên cho vua và được vua truyền ngôi. Vậy đó là hai món ăn gì? Kim Thư. Dạ, bánh chưng bánh dày. Chính xác. Yeah. Chúc mừng Kim Thư. Yeah. Em với lại Thư sẽ chọn số 9. Yeah. Số 9 là sự lựa chọn của Kira. Và như vậy nó cũng đồng nghĩa là ăn luôn hai. Ủa, Minh Khang. Em sẽ phá số 20. 21 à? Rồi, 21. Yeah. Một tuyệt chiêu giành lại có thể thành công rồi. Triết ơi. Dạ. Cơ hội tới tay rồi đó. Nhớ phất lên nghe chưa. Như vậy là sau câu Attack Chance thì bây giờ Kim Thư đã vươn lên dẫn đầu với 11 điểm. Xin chúc mừng Kim Thư. Yeah. Yeah. Minh Khang đã bị tụt xuống chỉ còn có 5 điểm thôi. Bách có 3 điểm và Triết đang có 1 điểm. Đến với câu hỏi tiếp theo là câu hỏi có 3 đáp án. Trần Quốc Toản là nhân vật anh hùng trong câu chuyện nào? A. Phù Đổng Thiên Vương. B. Sơn Tinh Thủy Tinh. C. Bóp nát quả cam. Kim Thư. Kim Thư. Bóp nát quả cam. Yeah. Bóp nát quả cam. Em sẽ chọn số 21. 21 không ăn được. 21. Ôi trời ơi. Ăn hai con tôi nữa rồi. Có làm tổ rồi. Hay quá. Có làm tổ rồi chú ơi. Tìm con làm tổ rồi bây giờ. Sao sao đây. Bây giờ con không có không con cũng không biết con nên ăn. Con không biết con ăn được cái ô nào. Thôi con đừng khóc, đừng khóc. Không có gì phải khóc. Không có gì phải khóc. Mình cứ bình tĩnh, không có gì cả. Mình tính chiến thuật lại với lại chú Winner đi. Trợ lý con tuyệt vời lắm. Câu hỏi tiếp theo. Hai người trong một giờ đào được một cái hố. Vậy một người trong một giờ đào được mấy cái hố? Mời Khang. Đào được một cái hố. Tại sao một cái hố? Hai người trong một giờ đào được một cái hố đúng không? Ừ, thì một người một người trong một giờ đào được một cái hố. Cái tôi nó không có to như cái hố, nhưng cái hố nó sẽ nhỏ hơn. Chính xác, xin chúc mừng Khang. Thế à. Bây giờ Winner chọn con nào? 17, 17. À, em chọn số 17 ạ. Yeah. Yeah. Lấy lại được 2 điểm của Kim Thư. Về lại cuộc chơi rồi. Đây là câu hỏi có 3 đáp án. Bộ phận nào của cây có chức năng vận chuyển nhựa lên lá và từ lá đi khắp các bộ phận của cây để nuôi cây? A. Thân cây. B. Trái. C. Hoa. Thân. Xin mời Kim Thư. Thân cây. Thân cây là đáp án chính xác. Kim Thư. Mất không anh quá. Còn số 17. Hay à. Hay là mình sẽ chọn số 7 đi để cho 25 khỏi lên. Wow. Chú Quang Bảo. Ơi. Bây giờ giống như là một thanh lá cây là rêu đang bao phủ nguyên cái tường bàn cờ 25. Bây giờ chỉ có đỏ là lửa mới đề chế lại được thôi. Bây giờ bên bên màu xanh lá đúng không? Giờ bây giờ mình hết thì... bây giờ tụi mình hợp lại đấu lại màu xanh lá thôi. Bây giờ thôi. Okay, hợp lại không? Mọi người phải tìm cách ăn như chơi lá. Bây giờ chi đó có thể. Thôi được rồi, được rồi. Mọi người ơi, đây chỉ là một cô bé nhỏ, nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhỏ có gì duy nhất của mà không hết, chân mà không hết. Dừng câu chuyện lại ở đây đi. Mọi người bình tĩnh. Thôi bây giờ tiếp tục nè. Nguồn điện có thể được tạo ra từ nước. Ngoài ra, có thể tạo ra điện từ nguồn năng lượng nào nữa? Xin mời Minh Khang. Mặt trời. Gì nữa? Mặt trời nè, từ gió nữa. Gì nữa? Anh thì con biết rồi đó. Rồi bằng hình hen con nhớ. Thôi được rồi, nói chung là đúng rồi đó. Chúc mừng con. Yeah. Yeah. Em chọn số 3. Số 3. Yeah. 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 Khang đã có lên được 7 điểm rồi. Cố lên con, còn một ô nữa. Câu hỏi tiếp theo lắng nghe kỹ nha. Xương động vật, vỏ sò, vỏ chuối,
đâu là rác hữu cơ, đâu là rác vô cơ? Yes, có điểm danh dự rồi. Mời Triết trả lời. Dạ, rác hữu cơ là vỏ chuối, còn rác vô cơ là vỏ sò với lại siêu động vật. Chính xác, xin chúc mừng con. Để mình suy nghĩ xin chọn số nào nhỉ? Cái chọn số 2 này là ráng mua thêm dây. Đúng rồi đó. Tha cho mình được. Và nhờ sự xuất hiện của Mon mà chúng ta không có bất kỳ sự thay đổi nào cả. Nhưng mà cũng chúc mừng Mon, cuối cùng em cũng đã được 2 điểm. Bé Hoàng Bách có 3 điểm. Bé Minh Khang còn có 7 điểm. Và xin để chúc mừng bé Thư với 13 điểm. Quý vị thân mến, điều đó cũng đồng nghĩa bé Kim Thư của chúng ta sẽ bước vào vòng thi đặc biệt. Và ở vòng thi này thì sẽ có 7 hình ảnh lần lượt được xuất hiện trên màn hình theo những ô số mà Kim Thư đã trả lời đúng. Kim Thư phải làm sao quan sát thật kỹ, và sau khi kết thúc 7 hình ảnh đó, Kim Thư sẽ có 20 giây để trả lời. Bây giờ Kim Thư nhé, phim trường này là của một mình con, sân khấu này một mình con tỏa sáng. Cố lên. Bây giờ mời việc thi. Câu đặc biệt, hãy cho biết đây là ngày gì? Đây là ngày gì? Mời các ô số mà Thư đã trả lời chính xác mở ra. Một cái mâm trái cây, mứt, kẹo. Cái này không thấy rõ lắm. Đúng nhưng rồi. Mà đường phố. À, có cái hoa gì ta? Cái này dễ nè. Từ từ coi hết đi. Wow, là thêm một loài hoa nữa, có bướm bướm nữa. À, gì vậy ta? Dạ ngày Tết. Gì vậy ta? Con suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Xong chưa? Dạ rồi. Tự tin không? Dạ tự tin. Tự tin luôn hả? Mời con trả lời. Dạ đó là ngày Tết. Đó chính là ngày Tết. Liệu rằng đúng hay sai? Mời mọi người xem đáp án. Lần lượt sẽ là xuất hiện của 7 hình ảnh. Trái cây, mứt, gừng, hình ảnh đường phố vắng vẻ, cây đào, bánh chưng, mai. Và cuối cùng bao lì xì, xin chúc mừng con. Đó chính là ngày Tết nguyên đáng. Và cuối cùng thì bé Kim Thư cũng đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng Kim Thư. Cái đây nhận quà. Và như vậy là ba bé trai của chúng ta, Minh Triết, phần quà dành cho con chú heo đất nhỏ nhỏ xinh xinh. Bách cũng sẽ nhận được một chú heo nhỏ, Minh Khang cũng sẽ nhận một chú heo nhỏ. Nhưng mà riêng Kim Thư, thưa quý vị, của bé xuất sắc của ngày hôm nay đã nhận về cho mình một chú heo màu vàng thật là lớn. Quý vị thân mến, đến đây thì đại chiến tứ sắc Attack 25 phiên bản nhí cũng xin được phép khép lại. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh H27. Chúc quý vị có một đêm ngon nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.